Trước mắt của chúng ta đây là một siêu phẩm chảo bốn hỏa tiễn. Nói về dàn này rất hiếm các bác nhá, cực kỳ hiếm. Để có một dàn này thì chỉ có đại gia, tức là dùng cho phô 5.000 đến 6.000 các bác nhá, chứ 4.000 là không cầu nổi với loại này. Thì hôm nay em Tuấn đã tìm được cho các bác và lên sóng ngay cho các bác đầu mùa mưa các bác nhá, để chuẩn bị cho công cuộc kiếm tiền làm ăn, đúng không ạ? Cày lấy tiền. Và các bác đang gần dàn chảo hỏa tiễn thì các bác nào nhìn thấy dàn chảo này thì hãy vào cùng em và cuối xem thông số của dàn hỏa tiễn này. Và trước khi vào thông số, em báo giá cho các biết, cho các bác biết là dàn hỏa tiễn này 4 chảo. Tất cả mọi cái thì nó đi theo 5 tháng nhưng chưa reset bất cứ một cái nào. Chảo ít xài của một gia đình, một đại gia, bây giờ không xài nữa, bán đất và cuối cùng chia lại đấy, cho cơ sở trung kiên về. Thì dàn chảo này em báo giá các bác là 26 triệu, còn thương lượng nhiều, có thể ở gần bao ship cho các bác. Rồi cuối cùng em đi báo giá xong thì em mời các bác cùng em vào thông số nha. Trước hết vào thông số thì chúng ta xem cái chảo, đường kính của chảo này như thế nào các bác nhá. Đây, và tiếp theo thì hôm nay em đã có cái thước và em đo từ đầu chảo này đến đầu chảo này cho các bác là đi 64 các bác này. Đấy, chảo 64 các bác nhá. Đấy, vanh chảo 64. Đây này các bác nhìn này, để em rõ ràng luôn nhá. Đây, đó, vanh chảo là 64 này. Đấy, 63 và 64 phân các bác nhá. Đấy, 64. Đấy, 64. Rồi, 64 phân. Cái tất cả. Rồi, chúng ta đi đến cái lỗ. Đấy, thì lỗ làm nhiều làm ít thì có hai lỗ. Lỗ này nó to, là lỗ này là 40 tuổi. Còn lỗ này là lỗ 18 tuổi các bác nhá. Ý là như vậy, lỗ nào mà làm nhiều thì nó rỗng ra, và lỗ nào mà làm ít thì nó nhỏ lại, bởi vì ít làm là đang còn vương gái. Đấy, các bác đồng ý với không? Và cuối cùng em đi vào phân khúc, tức là đi đến cái lỗ trên thì cũng có hai tầng lỗ. Và nói về thông số của cái này thì nó rất dày các bác ơi, dày. Đây nó dày cái này, dày 2 phần 2. Đấy, 2 phần 2 dày. Đấy. Và cái này nó to các bác ơi, cái này nó to này. Đấy, nó có một cái đường bên này thì em đi qua bên này. Đây. Đấy thì đây có một ống tiếp này, rất dày. Đây. Ống tiếp này cứng ngắc và có một cái trên này nữa các bác này. Đây, lỗ. Lỗ này đang còn con này. Đấy, em thấy lỗ nhỏ là nó zin là con. Rồi, đây có một cái sỏ đây nữa này. Đấy, để ba cày này. Thì em dám nói cái sỏ này là cực kỳ là cứng luôn. Đấy, để cho các bác coi như ai. Các bác nhá, rất tuyệt vời. Và dàn này thì các bác nhìn thấy rồi. Bây giờ em đi sâu về bên cái vấn đề này. Đấy, để cho các bác nhìn góc đó bên này nhá. Trụ đây, tất cả trụ bên này các bác này, đây, thấy không? Đấy, trụ đang cần cày các bác nhá, chứ không phải không đâu. Đấy, đấy. Đây, nhìn chưa? Tất cả mọi cái này đang nguyên hết. Rồi, em đi lại phía này cho các bác xem luôn. Đấy, về chỗ này nó chặt quá. Em phải lách. Đây, bắt đầu đi ta để ý. Để ý từng cái trụ một các bác nhá. Và trụ dưới này. Đây. Trụ dưới. Đây. Rồi tiếp tục trụ bên này, nó đều như nhau hết, bác nhá, chưa ảnh hưởng bất cứ một cái gì. Tất cả các trụ này là có bạc đạn đều đầy đủ hết, cực kỳ, các bác nhá. Đây, là nguyên hết, nguyên ta, đấy, nguyên thì chưa có một đường nứt nào các bác nhá. Đấy, chỉ có lỗ chỗ này một tí thôi, không vấn đề gì hết. Đây, 5 tháng nhưng không có vấn đề gì, chuẩn chỉ các bác nhá. Đây, rồi tiếp tục ta đi về phía đằng sau cho bánh lái. Ta kiểm tra về vấn đề bánh lái các bác này, bánh lái cực kỳ không, đẹp không, toàn xe. Đấy, toàn xe nhé. Đấy, đấy, và tiếp tục đây. Có loại xô tăng đưa đầy đủ, ốc ít đầy đủ nha. Đấy, và đằng kia này. Đấy, và đi sang phía này thì chúng ta nhìn thấy đẹp chưa. Đấy, ống rất dày và 4 chảo. Đấy. Rồi, em lách coi bên này cho các bác xem. Chưa có một đường nứt nào nha. Chưa có một đường gì mà hàn. Riêng cái chảo này chưa có một đường hàn nào các bác nha. Chuẩn nhất. Đấy. Đấy, bây giờ các bác này nhìn đây này. Đây. Đấy, chưa có một đường này. Từ đít đến đôi em cam đoan các bác nha, chuẩn chỉ. Đấy. Đấy, chuẩn chỉ hết đây. Đấy. Đây, chảo đây. Đấy. Đây này. Đấy, em đo cái chảo này cho các bác biết luôn này. Đây, đây. Đấy nha. Đấy, vừa lúc em đo chảo bên kia rồi, bây giờ đo chảo này. Đây. Đây, 63 phân các bác này, 63. Đấy. Đây các bác này, đây, 63. 63, đây. Đấy, nó gãy. Đây thôi, 63, đây.
Bye bye. 63 các bác nha. Đúng chính xác 63 đây. 63 phần. Đấy. Rồi tất cả mọi trụ vòng đang nguyên zin. Chưa đụng chạm bất cứ một cái gì các bác nha. Đang này. Đấy, đang nguyên zin luôn. Đấy. Đang ngập chắc đét luôn. Đấy, như gái 18. Zin nguyên bản, không có vỡ bi một tí nào nha. Em cam đoan đấy bác là em bao cho các bác luôn là em đã kiểm tra thay các bác rồi, không có một vòng bi nào mà lung lay hết, đang còn zin hết luôn tại chỗ. Đấy. Đẳng cấp là đây, số 1 chỉ có 102. Em đếm ngày xưa lúc năm 1975 đến giờ là chỉ có Liên Xô một cái, và một cái này ở bên Mỹ thì Việt Nam mình đưa về. Các bác nhá. Đó, lúc đó là chỉ có hai nhà. À, bên ông Putin một cái và bên Việt Nam mình một cái thôi. Đấy, chỉ có đẳng cấp là chảo 4 hỏa tiễn. Lúc này là ông Putin là đang còn cần loại này để ông có bắn sang Ukraine. Các bác nhá. Ukraine lúc này là đang còn bị Nga xâm lược, cho nên là rất cần loại hỏa tiễn này. Đấy, nói vui các bác một chút cho vui, chứ nói về hỏa tiễn này là hiếm lắm các bác nhá. Nếu bác nào mà xài thì xài chán luôn, các bác chỉ trồng làm cày với một cái dàn hỏa tiễn này các bác coi như là ok luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Và cuối cùng thì em cũng đã đo và đã dò xét cho các bác xong, báo giá 20 triệu, à quên, 26 triệu các bác nhá. Coi các bác ở gần Đồng Nai các thứ thì báo ship cho các bác Tây Ninh, còn các bác nào ở xa mà ngoài Bắc thì thôi cũng thông cảm chứ. Em chỉ ship xe về ngoài Bắc cho các bác thôi. Đấy, và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn đến các bác. Các bác cho em một like. Các bác nhá. Bác nào đang thích dàn hỏa tiễn này, có xem anh nhấn cho một like cũng như đồng viên em. Thứ hai nữa các bác đăng ký đến phần khúc nào chào ba, chào bốn thì bên này đã có chào ba cho các bác, thấy không? Đấy, có chào ba đây. Thì tí em đua hết vào chào ba cho các bác, còn đây là chào bốn. Các bác nhá. 26 triệu. Rồi, chân thành cảm ơn các bác đang còn thích chào bốn hỏa tiễn. Các bác. Ok. Rồi, em Tuấn xin dừng tại đây. Hẹn các bác video sau.